Hello xin chào tất cả các anh em đã đến với kênh Phong Emo Thì hôm nay mình làm một cái video ngắn để cập nhật gấp cho anh em về cái dự án Hamster Combat ha Thì ở đây nó có cái phần trang ít của dự án này Nó có một cái thông báo rất là mới luôn ha Thì thẻ Blockchain Live 2024 Thẻ mới là trò chơi Thẻ phiên bản à, giới hạn mới hiện đã có sẵn ha Hãy bơm cho cô ấy trước khi quá muộn Đặc điểm của thẻ chi phí thẻ là 200.000 xu Thu thập ban đầu là 14.000 xu Điều kiện mở khóa là mời 5 người bạn ha thẻ nâng cấp đến à, 10 10 giờ sáng UTC ngày 17 tháng 4. Sau khi sự kiện kết thúc, thẻ sẽ chỉ được hiển thị cho những người đã mua nó. Đó. Thì à, lưu ý ha, thẻ sẽ à, gắn liền với sự kiện, bạn chỉ có thể mua và nâng cấp nó trong thời gian diễn ra sự kiện. Sau khi sự kiện kết thúc sẽ không thể bơm thẻ được, thu thập từ thẻ được à, lưu mãi mãi. Đó. Thì em lưu ý ở đây nó có một cái chức năng là nâng cấp thẻ à, block à, blockchain live 2024 ha thì anh em sẽ vào đây. Vào cái app của nó này, anh em vào cho mình cái phần uh, mai này. Thì anh em sẽ thấy ở đây này, hiện tại cái thẻ này nó vẫn đang có ha. Và cái thời hạn kết thúc của thẻ này là 5 giờ chiều ngày hôm nay nha. 5 giờ chiều ngày hôm nay thì uh, uh, vào 17 giờ ngày hôm nay này thì nó sẽ không còn cái thẻ này nữa cho nên là những anh em nào đã xem video của mình liền thì mình anh em vào cái thẻ này liền, vào cái phần mai này này để anh em thu thập cái thẻ này ha. Thì uh, anh em chỉ bỏ ra 200 ngàn xu để anh em thu thập cái thẻ này thì cái thẻ này á à, nó sẽ nâng cấp cho anh em là lên tới 14 ngàn cái uh, bon à, trong một giờ luôn nha đây là một cái điểm một uh, cái thẻ mà nâng cấp cực cao luôn ha đó thì anh em sẽ nâng được cái profit của anh em lên tới là uh, mình mới nâng cấp cái thẻ này nè, thì mình lên đã 15 ngàn 15,17 ngàn trên một giờ thì cái thẻ này nó đã xuất hiện uh, từ đây cho đến uh, 5 giờ chiều ngày hôm nay thôi ha những em nào vào không kịp á, thì anh em sẽ không có nhận được cái thẻ miễn phí này đâu ha thì cái thẻ này nó chỉ có À, hiện thì trong cái sự kiện đang diễn ra thôi còn khi mà sự kiện kết thúc đó, thì cái thẻ này sẽ bị ẩn đi và qua ngày mai thì anh em sẽ không có anh em sẽ không có nhận được cái thẻ này đâu ha cho nên đây là một cái sự kiện gấp thì những anh em nào đã tham gia cái dự án này thì anh em vào anh em uh, nâng cấp cái thẻ liền, liền cho mình ha cái thẻ này cái giá trị rất là lớn luôn 14 bốn ngàn cái đồng bôn trên một giờ luôn nha anh em vào uh, và nhận liền ha để nhận thì anh em bấm vào cái thẻ này anh em bấm go hit ha thì đó anh em sẽ bỏ ra 200 trăm cái đồng xu để anh em nhận được cái thẻ này đó ha thì cái profit của cái thẻ này cực kỳ lớn đến 14 ngàn trên một giờ luôn ha anh em tranh thủ vào nhận để nâng cấp cái tốc độ khai thác của anh em lên nha đây là một cái video ngắn à, để gấp ha anh em cần vào liền ha từ 15 giờ à, nếu như 17 giờ 17 giờ chiều ngày hôm nay là nó sẽ kết thúc thời hạn à, cái hiển thị cái thẻ này ha cho nên anh em tranh thủ vào liền cho mình ha rồi ok đó là cái nước còn cái phần về cái phần ơn này anh em cũng sẽ tranh thủ ha anh em vào cái phần daily check in hàng ngày này để anh em nhận ha thì cứ anh em check in liên tục á, thì anh em sẽ có cơ hội nhận lớn là một triệu và cái ngày ngày thứ 10 là anh em nhận đến 5 triệu luôn ha cho nên cái check in này cũng là một cái cái phần thưởng rất là nhiều luôn nếu như anh em kiên trì mà check in liên tục ha thì anh em sẽ nhận được cái phần thưởng rất là lớn luôn cho đến ngày 10 là anh em sẽ nhận được 5 triệu cái đồng bonus luôn ha cực kỳ cao cho nên anh em không nên bỏ qua hai cái nhiệm vụ hai nhiệm vụ này nha rồi ok thì video đây xin kết thúc ha thì những anh em nào chưa bước đến cái dự án Ham, Hamster Combat này anh em xuống phòng một tại video xem lại cái video À, mình có để cái đường link đăng ký cũng như là video hướng dẫn cái dự án này ha đây là một dự án cực kỳ hot trong thời gian vừa rồi ừ, và hiện tại đang rất là hot rồi nha rồi ok thì video này xin kết thúc nó thấy video đó, thì cho mình một nút like để ủng hộ video những anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm nút đăng ký và chọn vào chung mình phải được không bỏ lỡ những video mới nhất của mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo